Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc ba lô dây rút như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng nó là len dao, và ở đây thì các bạn cần phải có hai cuộn len dao, và kim móc ở đây mình dùng có độ dày nó là 4 mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy ba lô. Thì để móc được phần đáy ba lô, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc và quấn quanh len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 47 mũi móc xích. Và sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 47 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất của phần đáy. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích nữa, sau đó bỏ qua cho mũi đầu tiên, đâm vào cho mũi thứ hai này, móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 47 chân mũi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc thêm một mũi móc đơn nữa. Tiếp tục đó là các bạn sẽ xoay qua và đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay trái, cũng chính là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải, và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy, ở chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải, tổng cộng các bạn đã móc lên là 3 mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại nằm ở phía bên tay trái và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần đầu thứ hai. Và các bạn sẽ móc tương tự giống như là phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn, bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc thêm một mũi móc đơn nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 96 chân mũi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc dòng thứ nhất của phần thân ba lô. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua lần thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên và kéo len qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt đậu như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua 2 chân mũi, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm vào chân mũi thứ tư này, kéo len qua lần thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư, kéo len qua lần thứ hai. Sau thì các bạn lại đâm vào chân mũi thứ tư, kéo len qua lần thứ ba. Sau khi đã có 4 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được mũi hạt đậu thứ hai rồi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau thì bỏ qua 2 chân mũi, đâm vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi hạt đậu. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết một vòng và còn lại 2 chân mũi thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn móc và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích nữa, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần thân ba lô rồi. Và tổng số mũi hạt đậu hiện giờ các bạn đang có là 32 mũi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc lên dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên này, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên này, kéo len liên tục qua 2 lần.
Sau khi đã có ba đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua ba đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt đậu đầu tiên rồi. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gài lên hai mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ hai này, móc lên một mũi hạt đậu kế tiếp, và ở mũi hạt đậu kế tiếp này cách móc sẽ tương tự giống như là mũi hạt đậu thứ hai của dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và như vậy là các bạn đã có được mũi hạt đậu thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên hai mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc lên mỗi một mũi hạt đậu cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số mũi hạt đậu sau khi mà các bạn đã móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 32 mũi hạt đậu. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 23 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng của dòng thứ 23 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên hai mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong phần thân của ba lô rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần dây đeo. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây đeo thứ nhất trước. Và để móc phần dây đeo thứ nhất trước đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau thì gầy lên tổng cộng là hai mũi móc xích. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mũi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên tay trái, còn một sợi len thì nằm ở phía bên tay phải. Thì đây các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên tay trái của chân mũi cuối cùng và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên tay phải của chân mũi cuối cùng và móc lên một mũi móc đơn nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi có hai sợi len song song với nhau là nằm ở đây. Sau đây các bạn sẽ kéo len qua và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, sau đây các bạn sẽ đâm vào chân mũi có hai sợi len song song với nhau và móc lên một mũi móc đơn. Thì sau khi mà các bạn đã móc lên các dòng thì các bạn sẽ tạo nên được các nấc như thế này. Thì các bạn sẽ móc lên đủ 215 nấc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần dây đeo thứ nhất rồi. Với phần dây đeo thứ hai, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần dây đeo thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được hai phần dây đeo như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ luồn hai phần dây đeo này vào cái phần lỗ của dòng thứ 21. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau.
Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gắn hai đầu dây đeo với mỗi đầu của phần đáy túi và cụ thể cách gắn sẽ là như sau. Ok, với phần dây đeo còn lại cách nối cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc ba lô dây rút như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công về sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.